Tại sao mình cao 1m7 nhưng mà lại trông lùn hơn thực tế? Là do cái lưng của mình nó dài quá đó. Và giải pháp ở đây là mình sẽ sử dụng một chiếc quần cạp cao. Và chân của mình nó cũng dài hơn thực tế nữa. Thấy dài hơn rồi đúng không? Những dòng quần như thế này thì không cần đeo thắt lưng đâu. Nó được thiết kế để vừa eo của mình mà. Để mình trông cao nhất có thể thì chắc chắn phải sử dụng một đôi Chelsea boot với đế cao khoảng 4cm và đặc biệt là da bò cộng thêm một miếng lót dày 3cm nữa. Nếu mà đi xe số thì đổi sang đôi này là thành 1m77 hay là 1m78 gì đó rồi. Có một điểm lưu ý là khi mình mang Chelsea boot thì đừng sử dụng tất trắng nha. Hiện tại thì tất đen của mình nó hết rồi cho nên là mình dùng tạm tất trắng đấy. Bây giờ thì chân của mình nó lại dài miên man, còn cái lưng thì nó ngắn lại rồi. Việc còn lại chỉ cần xịt một chút nước hoa là tối nay có thể đi chơi với crush hoặc là người yêu được rồi. Nếu mà muốn thêm sang trọng hơn một xíu nữa thì mình sẽ sử dụng một chiếc áo blazer rất là sang trọng và như một bad boy thanh lịch luôn, đúng không?